Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Hôm nay vào sáng sớm rồi, trời nó có hơi gió. Bây giờ mình sẽ mang con diều mẹ bồng con này ra test cho anh em nhé. Clip lần trước thì mình review sơ qua cho anh em xem. Đấy, hôm nay có gió rồi thì mình mang ra test cho các bạn xem này. Sáng sớm, trời hơi nắng này. Đây mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Diều mẹ bồng con vải cano màu xanh nọ chuối. Đây là sáo 7 quả, dài 2,5 m. Đấy, giờ mình sẽ mang ra test cho anh em xem nhé. Còn những thả dây. Bây giờ mình đi dòng diều. Đây cứ để đây cùng nó sẽ. Đấy, xem gió hướng nào đây. Rồi. Đấy, đây có cái guồng xịn nha anh em. Đây rồi cuốn tay. Đây là mình đang chạy diều, ngoài kia có người đang đánh chim rồi anh em. Này có một chim chạy hết. Cẩn thận mắc đây. Bay luôn đấy. Ừ. Bây giờ to nhỉ? Đâu? Đấy. Khúc này. Chắc. Hai người buộc anh em căng. Căng thật đấy. Khi để gió báo mạnh là bung luôn. Thôi thật đấy. Cuốn đây vòng đi cho chắc. Còn đây nó cứa và sắt. Không, nó đã cứa đâu. Ý là chẳng may cái đấy nó bung ấy. Không, đừng cuốn vào đấy, hỏng dây. Cái đó không đứt nữa. Không bung. Chắc chắn chưa? Chắc. Đồ to nhỉ? Đây, em xem đây. Nhìn qua cái này không đi diều đâu ấy. Thẳng tắp luôn. Để chào. Quá. Nặng thật đấy, anh em nhìn cái dây của nó xem này. Nó cứ phải là cao vút. Cái gió to nhỉ? To thật đấy. Đấy, như anh em nhìn dưới nhá, không thấy ngọn gió thì gọi hơi đây. Đấy. Sáo to quá, ông đánh chim phải dọn vào. Đấy. Gió trên rất cao. Đẳng cấp anh em ạ. Cứ phải gọi ạ, đẳng cấp. Đấy. Ra đây tán. Từ đó.
Anh em thấy to không? Clip mình xin được tạm dừng ở đây. Hẹn anh em ở các clip lần sau nhé. Xin chào tất cả các bạn.